Rồi chào cả nhà này, tối nay đưa cả nhà đi thưởng thức món bánh sầu riêng, bánh sầu riêng chiên giòn. Đây Kiên mua một cái đây thử ăn. Ủa cái này là sầu riêng tươi luôn chị à? Đi pha mấy bột đúng không? Dạ không. Không à, tươi mình để tươi luôn đúng không? Mình nhúng vào đây hay sao? Dạ không, bỏ vô bánh tráng. À bỏ bánh tráng xong nhúng vào mình chiên lên đúng không? Ồ hấp dẫn quá. Rồi mình sẽ thưởng thức ngay tại chỗ luôn cho nó nóng. Đây cả nhà, đây Kiên ăn luôn nhá. Thế là thơm. Ngày 8.000 cái hả? Dạ đúng rồi. À. Đây xem chị Kiên này. À mình bỏ sầu riêng vào mình cuốn lại ha. Dạ đúng rồi. Rồi xong bỏ bột lăn nè, chiên lên. Rất là dễ làm ha. Tắm ra một cái. Ăn rất là thơm thế này nha. Em bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 4 giờ tới 10 giờ. À, em bán từ 4 giờ đến 10 giờ. Đây là số bao nhiêu ta? Em cũng biết số này á. À. Đây số là mấy địa chỉ đó chị. Đây là đường nào? Nguyễn Chí Phương. À, Nguyễn Chí Phương. 209 211 đó chị, qua đây. À, 209 đối diện với số 209 211 Nguyễn Chí Phương đó cả nhà. Rất là ngon, rất là thơm nha cả nhà. Đây, bánh sầu riêng chiên giòn nha. Ăn chay được nha cả nhà. Này là sầu riêng tươi luôn nha cả nhà. Đây bán đối diện số là 209-211 Nguyễn Chí Phương, phường 9 quận 5 nha cả nhà. Phường 9 quận 5 Hồ Chí Minh, phải vượt thành phố Hồ Chí Minh nha. Là bột gì chị? Bột gạo. Gạo à? Cái này đặc sản ở đâu ta? Hay là mình tự chế biến nha. Dạ, nó đâu có nhập về đây á, hồi xưa nặng lắm rồi. À, giống kiểu Campuchia quá ha. Đây xem chị gái làm rồi kìa. Bỏ một ít bỏ sầu riêng lên nhá, sầu riêng tươi nhá, sau là quấn lại bánh tráng lại, trộn với bột. Xong là bỏ vào chiên, thế là xong, chiên giòn lên là xong.
đấy. Lấy vô cái nữa đi. Ăn luôn. Ăn tại chỗ luôn. Ôi rồi, cảm ơn. Nó ăn nó giòn giòn mới ngon này. Wow, trong nó nóng rồi. Nóng hổi luôn cả nhà. Này rất là dễ làm, mua sầu riêng tươi về, mua bánh tráng về, có bột gạo là làm được. Thơm mùi sầu riêng này, nó rất là béo. Cái này không phù hợp với lại người ăn, người đang sợ béo. Cái này ăn ăn chay được đúng không? Mà ăn này có sợ mập không? Cái này là người mập ra là kia này ăn không được không? Ta ăn này béo quá, nhìn thấy cô chủ là biết rồi, dễ thương là biết rồi. Ăn vào dễ thương giống bà chủ luôn. Đây là chị gái chuyên nghề này hả? Chị gái chuyên nghề hả? À. Ra bụng à? À, để đẻ ra bụng. Ra bụng có được trả lương không? Bánh sầu riêng chiên giòn. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.